Hoàng tử George cảnh báo bạn học hãy coi chừng vì cha mình sẽ làm vua. Hoàng tử George xứ Wales 9 tuổi, con trai cả của thái tử William, đã cảnh báo bạn cùng lớp rằng tốt hơn hết họ nên coi chừng vì cha của cậu một ngày nào đó sẽ trở thành vua. Cha tôi sẽ là vua, vì vậy bạn hãy coi chừng. Trích lời nói của Hoàng tử George được tường thuật trong cuốn sách mới The New Royal của tác giả Katie Nichol, một nhà báo, phóng viên chuyên viết về Hoàng gia Anh trên tờ Vanity Fair. Được biết, bối cảnh của câu nói là khi Hoàng tử George đang tranh cãi với bạn cậu. Theo Daily Mail, Nichol cũng viết về việc Hoàng tử George đã rất ý thức rằng một ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành vua. Tác giả cho biết, họ, thái tử William và vợ Kate Middleton, đang nuôi dạy con cái, đặc biệt là Hoàng tử George, với nhận thức về bản thân và vai trò của chúng. Nhưng họ không muốn gây áp lực với các con bằng nghĩa vụ đó. Hoàng tử George gần đây đã được xếp hạng thứ hai cho vị trí kế nghiệp ngai vàng, sau cha là thái tử William, vừa mới được vua Charles III đã bổ nhiệm làm thân vương xứ Wales. Phu nhân Kate Middleton được phong làm vương phi xứ Wales. Theo nhà sử học người Anh Robert Lacey, không rõ liệu khi nào tân thân vương xứ Wales sẽ nói chuyện với cậu con trai 9 tuổi về những nhiệm vụ hoàng gia của cậu trong tương lai. Thái tử William và vương phi Kate Middleton được cho lần đầu tiên trò chuyện xung quanh vấn đề này vào sinh nhật lần thứ 7 của Hoàng tử George. Mục đích của William, với tư cách là một người cha, là mang lại cho con trai mình một sự nuôi dạy bình thường trong gia đình, và khiến chế độ quân chủ luôn phù hợp và bắt kịp thời hiện đại, Nichol viết trong cuốn sách của mình, theo Daily Mail. Mặc dù ngày càng hiểu rõ hơn về những trách nhiệm mà một ngày nào đó sẽ đảm nhận, nhưng Hoàng tử George vẫn là cậu bé 9 tuổi với những hành động ngây thơ. Vào tháng 7, George làm mặt hài hước khi xem một trận đấu tại giải đấu quần vợt Wimbledon. Và gần đây là lẻ lưỡi với các nhiếp ảnh gia trong khi cậu đang di chuyển đến Windsor sau đám tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bảo Huy, theo Page Six.